Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và lại là mình đây, Thái Cá đây. Rồi ngày hôm nay mình đang muốn test thử một cái con unit mới. Con này nó là con gì nhỉ? Đùa Blade Bunny Man. Nó gọi là gì ta? Đùa Blade tức là song kiếm, song đao Bunny Man. Nghe cũng hay ho phết đấy. Rõ ràng nó là TV Man mà đây vào đây lại thành gọi là Bunny Man rồi. Một quả người TV Man rất là chi là manly luôn. Men lì đến cái mức toàn dùng gọi là đồ màu hồng, màu hường. Đấy, thì con này giá phải 300 mới đặt ra được à. Chịu khó là đép tí anh bạn nhá. Anh bạn shotgun nhá. Thằng shotgun cameraman này có hai súng cơ mà ta. Ok, một súng bỏ trong quần với một súng cầm bên ngoài tay à. Nào đúng rồi, bắn bỏ mẹ tên thằng một. Thằng này đam cũng to phết đấy. Nhưng mà không bằng cái con gì ta, Kubik hay sao ấy. Ừ, đam 300 cũng to phết đấy. Rồi, đủ rồi, bây giờ đặt xong kiếm nào. Con này thì mình thấy là mạnh hơn cả con DG cơ. Đù, mới đặt ra cái phát nhạc ảo thật đấy. Con này đầu tiên mình tưởng đam nó đam kiểu như bình thường, chứ ai ngờ nó là đam AOE các bạn ạ. Đam AOE, đam diện rộng. Mà thế thì đam AOE, thế thì tự nhiên cầm xong kiếm để gì? Hả? Là như thế nào? Mình cũng chưa hiểu lắm. Ok, auto skip cái đi qua cho nhanh này. Cái này là mình kiểu chơi để mà test thử sức mạnh của nó như thế nào thôi, chứ không phải là một video kiểu hạt coi là thử thách gì cả. Nên là mình đánh ở medium thôi các bạn. Đó, như này xong bây giờ đặt ra mấy con farm tiền gái nè. Nào Santa, đúng rồi farm tiền đi. Ủa, đây quả trứng. Quả trứng, quả trứng này lấy được. Mày giấu ở đây luôn mà. Mình lại cứ tưởng cái gì chứ, không biết là các bạn nhặt được bao nhiêu quả trứng này ha. Vô nào. Trời ơi. Úi dồi, đặt thêm con nữa này. Đấy, cho nó gọi là có đôi có cặp luôn. Chồng cũng ra gì vào này nó ói chứ. Đấy, được của nó các bạn. Ôi, chỉ cần một con thôi mà đã cân 6 quay rồi đây này. Đấy, chứ nói gì hai con này. Nào, con này up tiền lên cũng khoai phết đấy, 1200 cơ. 1200 này lại phải đặt mấy con farm tiền ra tiếp. Santa ra tiếp. Ok luôn. Đấy, thế là có tiền luôn. Vẫn đang khỏe lắm các bạn ạ. Vẫn đang chơi được. Rồi nha, đúng rồi. Có thêm con shotgun đép đằng sau nữa cơ mà. Ngại gì biết dơ. Con shotgun này mình thấy ít người dùng vai. Nên là mình đem nó ra cho nó thể hiện tí, chứ không để nó trong kho hoài. Không ai dùng thì phí lắm các bạn ạ. Con unit nào nó cũng có linh hồn đấy. Các bạn mà không dùng nó là nó buồn lắm. Thật ra là mình bốc phét thôi chứ. Mình biết mẹ đâu. Ê ơi, ui, vai cả bia. Vai trưởng. Đây, giờ thì cái song kiếm nó mới có tác dụng này. Ra là vậy. Ra là vậy. Úi giời, xin kìa. Ui, tốc đánh của nó là 0.5 à. Và tốc đánh tối đa giảm nhất, thấp nhất của nó là 0.4. Tức là bây giờ mình chỉ cần nâng cấp một lần nữa là xong rồi ta. Nâng cấp đến level 3 là xong rồi ta. Con này nhìn cũng đẹp phết đấy các bạn. Có vẻ như là skill BD, Toilet Tower Defense là đang càng ngày càng gọi là nâng cấp cái mặt thiết kế của họ lên. Thế thì mới cạnh tranh mấy cái game khác. Hàng đống cái game khác như không nâng cấp lên nó càng ngày càng xấu ở ai chơi đúng không? Mình cũng thấy thế. Ví dụ như là cái con Titan mới nhất chẳng hạn. Nó cũng very đẹp luôn. Đúng rồi, xin bỏ mẹ đây các em. Úi dồi, xin ác. Đấy, xin thế là thôi. Anh có tiền anh nâng cấp mấy con Santa lên. Xong anh nâng cấp mấy em sau nhá. Ui, có khi một con này solo thoải mái vô tư luôn đấy các bạn ạ. Công nhận là khỏe thật. Mà có điều là âm thanh của nó hơi ồn thôi. Mình thấy là cái âm thanh, về cái mặt âm thanh của game này là cần phải khắc phục lại này. Nếu mà nó đặt ra cả đống mấy cái con unit như thế này thì nó ồn thôi rồi luôn. Đằng nào cũng phải xá đi à. Đằng nào mình cũng phải tắt đi à. Đây là mình đặt ra một con thôi nên là mình mới có thể tự tin gọi là bật cái âm thanh lên như vậy á. Nâng cấp luôn. Úi dồi. Ui đấy, chỉ cần có nâng cấp 2 level thôi. Và nâng cấp lên level max thì đao nó dài hơn. Ui đúng là đao nó dài hơn, chơi cũng nhẹ hơn hẳn. Rồi, đánh kìa, giật kìa. Trông nó có ớn hàng không cơ chứ. Úi dồi ôi. Ui xin kìa. Đúng sát thủ, nhìn như này nó ngầu hơn này các bạn. Phạm vi của nó thì chỉ có đến 20 thôi. Đấy, nhưng mà đam nó là đam AOE và tốc đánh của nó cũng rất là cao. Ui xin kìa. Nhìn chất lượng thực sự ạ. Ra gì vào này nó phết đây. Ui. Chóng hết cả mặt luôn mà. Rồi bây giờ đặt thêm mấy con nữa xem nó như thế nào ha. Đặt cho nó gần lại tí này. Đấy. Vừa phát ra âm thanh của loa lại vừa gọi là gì ta,
vừa 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 xin bẩn này chứ. Đấy, ui xin bẩn kìa. Xin ác luôn. Nào. Ok, xin bẩn được rồi đây. Đó, ngầu ai đứng ngầu ai. Mẹ hai cái kiếm này nó phát sáng này. Đấy, bây giờ mình thấy ấy, là mấy con unit nó nên có thêm mấy cái hiệu ứng như thế này, nó sẽ đẹp hơn này. Tuy là game nó sẽ lag nhưng mà game bù lại nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây, bây giờ là chỉ có mới có đúng là con này là mình thấy là có ứng dao nó phát sáng này, nhìn nó ngầu này. Chứ còn mấy cái con cũ mấy con unit legendary chả có thấy tí hiệu ứng sét đánh đùng đùng vàng ngầu đâu, chán que. Đây, mình sẽ đặt full gọi là đây. Bunny Man nha các bạn. Đấy, Dual Blade Bunny Man. Cái tên nó dài mà nó khó đọc thế không biết. Ông nào đặt cái tên như thế này không biết. Bunny Man. Man nhưng mà rất là woman. Ok, đây nữa. Đấy, mình còn đặt được nữa cơ mà. Đây nữa này. Đây nữa này, đấy. Thằng nào giỏi bước qua đây xem nào. Hay giỏi bước qua được cái hàng này xem nào. Thôi, đang sẵn có tiền là nâng cấp lên cái. Ok nha, đấy. Đấy, các cháu là cứ đứng đấy farm tiền đi nhá. Đấy, cứ nằm ngủ ở phơi, nằm chơi chơi nước chè thôi. Đó, ok. Còn việc của bố là đi nâng cấp mấy con này lên. Ok. Đó, ok, ngon lành luôn. Con này mắc rồi. Con này chưa. Đấy, lên, đấy. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Tức là đi đến đây, đến cái vạch đầu tiên này này là nó sẽ dùng loa. Nhưng mà đến cái vạch thứ hai nó sẽ dùng dao nó xin. Mẹ trông chất lượng thực sự ạ. Buồn cười vãi. Mẹ nhưng mà nó nhanh kiểu gì ấy. Cứ như là kiểu sát thủ ấy, assassin nhờ. Ám sát kìa. Sạch 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 sạch. Ui, con này có khi chơi đến màn epic cũng được quá. Đến cái màn khó hơn cũng được quá. Màn này kiểu hơi bị khinh thường đối thủ, hơi bị khinh thường Bunny Man này các bạn ạ. Được phết nhờ. Úi rồi. Úi rồi. Khỏe re luôn. Đấy. Đấy nữa. Đấy nữa. Ok nào. Còn 10 quay nữa thôi là chúng ta sẽ phá đảo được cái màn này với chỉ mình Bunny Man. Úi dồi, nguyên một hàng kìa. Ui, đứng chờ kìa. Mẹ, lực thực sự ạ. Kiểu kiểu, thằng nào bước bước vào đây, bố mày cân tất, kiểu kiểu thế. Ui, kiếm dao mát các thứ dài vai. Dao này tuy là đang còn ngắn hơn con dao của mình, nhưng mà cũng gọi là ok đấy. Ui, xin kìa, xin kìa. Hai cốt thực sự ạ. Ok, mắc lever. Thằng này chưa mắc. Thằng này nữa, ông mắc lever hết rồi. Ở đây, thằng này chưa mắc này. Ôi, chưa đủ tiền, bà nội nữa chứ. Thằng này cũng chưa đủ tiền. À đây mắc hết rồi. Còn mỗi mình thằng này. Ừ còn mỗi thằng này thôi. Ok hết cỡ rồi đấy. Hết cỡ rồi đấy. Nào, liệu anh có rep được mấy game còn lại không? 4 quay 6 quay còn lại không? Ui dồi. Chỉ cần có 4 thằng nữa đã solo được đến màn 24 rồi. Đến quay 24 rồi. Không biết là mẹ nguyên một hàng này. Mày tông đi. Mày tông mẹ mày đi. Chết cha mày giờ. Đây tông được không? Không tông được. Mày tủi gì? Tụi con ngăn con. Úi dồi ui. Nó cứ như là dơ flat ấy nhỉ. Mấy đằng sau đứng nhìn tội vậy. Không được thể hiện luôn mà. Ô. Nhanh vai dưỡng luôn. Medium mà 8 phút là đến quay này rồi. Ui chắc tầm 10 phút là xong các bạn ơi. Nhanh vai. Ô nó kiểu nó bá đến mức mà vượt qua cái phạm vi ước tính của mình luôn đấy. Áo thật sự ạ. Úi dồi. Ui xứng đáng với tầm giá legendary đấy. Nó đã vừa đam to này, tấn công nhanh này, mà phạm vi của nó thì ở phạm vi nó tuy không rộng nhưng mà nó tấn công nhanh, với lại cái kiểu ra cái chiếm diện tích của nó ấy, nó hơn con DJ rất là nhiều. Con DJ diện tích của nó phải bằng hoặc là hơn con Santa này này. Con DJ chiếm diện tích cực kỳ luôn, cũng là Dam AoE, cũng là legendary, nhưng mà con Bunny Man này thì diện tích của nó cũng chỉ bằng những cái con bình thường thôi, những con nhỏ thôi. Đó, lựa chọn khá là hoàn hảo ấy chứ. Úi dồi, nhìn kìa. Rỉa máu kìa. Ui, chưa nào, hai thằng đằng sau đây đứng đây còn chưa kịp đụng tay cơ mà. Đủ đấy. Ra gì mà này nọ đấy, trong vòng 10 phút thôi. 10 phút hơn một tí thôi. Úi dồi. Xin xẹo. Mẹ xin nhìn lực thế nhờ. Đấy, bạn nào mà thích phong cách kiểu sát thủ, báo đời báo đốm các thứ thì đây. Vào đây nhận Bunny Man đây, lấy luôn. Úi dồi, đấy. Sợ gì vết dơ đúng không? Nguy như thế này cơ mà. Ôi, thừa cả đống tiền luôn rồi kìa. Rồi, nào, quay 29 nào. Đấy, boss là bắt đầu ra các thứ rồi đấy.
Nhưng mà thấy có tác dụng gì đâu, vẫn mạnh và ai cả trừ. Wow, amazing. Úi rồi. Được nhờ. Chống chém lực nhờ. Này đây nổ đi. Chưa kịp ra nơi là đã bị xin chết thì nói gì nổ. Rồi mấy thằng gọi là gắt linh gắn các thứ cũng chưa kịp luôn. Đấy, anh boss này. Anh boss có đi được đến quay cuối không? Đó, đi được đến quay cuối cùng. Rồi. Đi luôn. Xuất sắc. Mình thấy là thích con này đấy. Vừa ngầu vừa đẹp mà đánh nó cũng đã nữa. Được. 10 điểm.